môn sáp 42 ngày phải không em? Thì em cái này là em thấy em có xài cái sản phẩm BioBNL của bên công ty của anh đó. Thì em cho anh những cái nhận xét về cái sản phẩm này như thế nào? Theo xài cái thì tự dụng là mình sẽ xài theo cái sản phẩm BioBNL này là xịt với liều lượng không có theo cái hướng dẫn trong chai khoảng 30 ml trên 25 lít. Ý của em nói là cái hướng dẫn của bên công ty là 50 cc trên bình 25 lít, nhưng mà em xài thực tế 30 chỉ 30 30 thôi, thôi. Nhưng mà em có thấy là nó hài lòng không? Thì môn thì trồng được 42 ngày chỉ xài được 2 lần thôi, nhưng mà môn vẫn nó rất là phát, rất À, tốt. nó phát như thế này đúng không? À rồi, nhưng mà gì em thấy giữa cái này xài sản phẩm BioBNL này, cái bộ lá hay là cái bộ rễ hay là cái vấn đề sử dụng phân nó có khác với cái thông thường em không xài không? Thì nó sẽ cũng có khác đôi chút, Nếu cụ thể như thế nào? nó tốt hơn, thấy nó xanh hơn, cái màu lá nó sẽ mởn đẹp hơn. À, tốt hơn, xanh hơn, và nó có giảm phân không? Phân hóa Dạ, học mình phân có không giảm thì hồi xuống tới bốn mấy ngày đến nay là khoảng là 40 kg phân, cải được chỉ 40 kg phân thôi. vậy hả? Cái này tương đương khoảng một công hai gốc ba, hai gốc ba môn. Một công hai gốc ba, nhưng mà chỉ xài tới giờ này luôn là chỉ có 40 kg phân. Nếu mà theo theo như theo, theo thông thường Theo thì dự thường kiến là mình khoảng bao nhiêu cái phân? thì theo thông thường thì xài theo thường không có xài thuốc này á, À, thì phân chắc cỡ khoảng bao hơn một cả bao rưỡi. có một bao rưỡi, có nghĩa là một bao là 50 kg, bao rưỡi là khoảng 75 kg, thay vì đây là mình mới có 40. Mới 40, cũng À giảm hơn trước nhiều, rồi, ít nhiều. như vậy thì cho anh hỏi tại sao em lại giảm liều? Lý Tại do vì cái hướng dẫn là 50 mà em lại dám xài 30, mà em cảm nhận là tại nó vì đạt. theo cái thấy cái này nó đã đậm đặc rồi, mình sẽ xài bớt liều, từ từ sẽ tăng, thấy mong còn nhỏ Rồi, ok, nhưng mà vẫn là vẫn 30, 30, em vẫn thấy là hài vẫn lòng. là hài lòng. Rồi, và nếu vậy anh có thể nhờ em chia sẻ kinh nghiệm với những người nông dân trồng khoai môn khác thì em thấy như thế nào? Thì theo em thì khuyến cáo bà con mình thì cái khi môn mình yếu hay là mình xuống gì cái tốt thì mình cần nên xài cái thằng này bổ sung thêm cho để giảm cái chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Dạ, có một cái nên anh muốn chia sẻ với Dũng luôn á, với mọi người á. BOBNL này ngoài vấn đề là cái dinh dưỡng, acid amin, thì nó còn có cái là vấn đề nữa là những cái đi con vi sinh vật có lợi, ví dụ như đã ghi trên nhãn chắc Dũng cũng thấy. Nó giúp cho phân giải cái cellulose nè, ví dụ như đây là những cái xác bã mà mình dùng cái lá mía mình ủ đó. Thứ hai nữa là nó làm cho những đề ngăn ngừa những đề cái bệnh thối thối cũ. Ha, nó ngăn ngừa. Tại vì cái những nhóm vi sinh vật này nó làm cho đất tơi xốp và nó giúp cho môi trường nó không thuận lợi cho nấm bệnh phát triển. Ha, đó là những cái anh em mình cần cùng nhau mình chia sẻ. Thôi, cảm ơn Dũng rất là nhiều. Dạ, đúng rồi.